Thị trường hôm nay vẫn tiếp tục duy trì biên độ xoay quay, cụ thể vừa vâng nay chỉ tăng. 0,03 điểm số phim trước và đóng cửa mức 1.281,47 điểm. Giá trị giao dịch tiểu mức trung bình 14.029,27 tỷ. Thì nhìn chung, ở hiện tại, chúng ta vẫn tiếp tục duy trì xuống tăng trong hạn và khi đi lên gặp lại vùng cản mạnh, thiếu tố tích lũy trở lại là việc hết sức bình thường. Tại vùng này tổ chức họ cần hấp thụ lượng cung do đầu tư đang kẹp hàng trước bán ra và do đầu tư đang có lãng ra và khi hấp thụ thành công thì chúng ta mới có thể bước vào một cái pha tăng mới được. Thì mình sẽ ví dụ cho bạn danh dung thì chúng ta này ở đây này khi nó bắt đầu nó đi lên nó gặp lại vùng gì ạ? Có phải đây là những vùng già vùng cản không ạ? À? Đáy trước là cái kháng cự sao và khi đi lên gặp lại cản sao? Tiểu tố tích lũy trở lại vì thích sinh thường hoạt động này này nó cũng là gì ạ? Là cản thì cũng sẽ cần tích lũy và sao quay trở lại. Hoạt động này nó cũng tương tự vậy này khi đi lên gặp lại cản thì yếu tố tích lũy trở lại là việc hết sức bình thường đúng dạ, nên đoạn này chúng ta nó sẽ cần những trạng thái tích lũy hoặc xoay quay thêm chứ nó sẽ chưa thể nào bứt phá được và trong cái thị trường ta tích lũy và xoay quay thì cổ phiếu nào mạnh nó vẫn mạnh cổ phiếu nào yếu nó vẫn yếu và đó mình ấy khi chúng ta xuất hiện một cái phiên bùng nổ theo đà đánh lên thì chúng ta sẽ tập trung vào cổ phiếu nhiều hơn so với việc là chúng ta phân tích quá nhiều vào mặt chỉ số thì các bạn phân tích quá nhiều vào mặt chỉ số các bạn sợ thì chúng ta sẽ xuất hiện nhịp điều chỉnh như này đúng giờ hoặc là sợ chúng ta đi lên nó xuất hiện những điểm điều chỉnh như này thì các bạn sẽ bỏ lỡ những cái điểm mua đẹp của những cái cổ phiếu nó vào sống trước thì các bạn nhìn qua cái chạc thị trường đây ví dụ đây đây thị trường ta mặc dù nó chưa bật tăng nhưng bạn nhìn một con lbb nó lại xuất hiện những cái điểm mua trước giống như ở đây này các bạn thấy đi xuất hiện một cái phiên bùng nổ đà đánh lên là phiên nào ạ à? có phải ở đâu là phiên bùng nổ đà cái chu kỳ ở đây đi đây là cái phiên bùng nổ đà này nhưng bạn thấy rõ ràng ràng con LVB nó lại xuất hiện điểm mua trước đúng không dạ? Là ở đây này nó lại xuất hiện những cái cái điểm mua trước. Và ở đây này chúng ta này nó đang đi ngang nó chưa hình thành những cái trạng thái cân bằng công nhưng con LB nó xuất hiện điểm mua trước sau thì bạn tập trung vào bạn mua con LB thì bạn sẽ có được điểm mua đẹp của nó. Đúng dạ chứ bạn mà cứ nhìn vào chỉ số quá nhiều thì bạn sẽ bỏ lỡ những điểm điểm mua đẹp của nó. Là giống như đoạn này này, mặc dù chúng ta đi ngang xe quay có những phim bùng nổ theo đà đi lên ở đây. Đúng dạ. Nhưng mà các bạn thấy cái đoạn đi ngang này, rõ ràng rằng con LB này xuất hiện điểm mua đẹp trước này các bạn không tham gia thì sau đó các bạn sẽ rất khó để tham gia chu kỳ phía sau hay bạn thấy con FTS nó cũng tương tự như vậy ở đây thì thị trường ta nó đi ngang đi ngang chưa xong nhưng mà con FTS này nó xuất hiện những cái điểm mua đẹp đầu tiên này đúng không ạ và đây là điểm mua đẹp thứ hai này mà bạn cứ chờ chúng ta chỉnh xong bạn mới tham gia thì bạn sẽ bỏ lại những cái điểm mua đẹp của những cái cổ phiếu nó đi lên trước tại vì có những cổ phiếu nó lại tạo đáy trước thị trường hay bạn nhìn quan FRT nó cũng tương tự như vậy giống như bản chất này có FRT nó xuất hiện những cái điểm mua sớm đúng không ạ đây này là những cái điểm mua sớm đó và đây là những cái điểm điểm mua sớm đó và là ở đâu đây này là những điểm mua sớm đó mà bạn cứ tập trung quá nhiều vào chỉ số đúng dạ thì bạn sẽ bỏ lại những cái điểm mua đẹp của nó đó nên vì sao đó mà ấy, là chúng ta hãy tập trung vào cổ phiếu nhiều hơn so với việc là chúng ta tập trung quá nhiều vào cái chỉ số hình chung thì chúng ta đã có những cái phiên bùng nổ đà xác nhận đi lên còn con DGC mọi người thấy này cũng có cái đoạn ấy là thì chúng ta mặc dù chưa đi lên nhưng các bạn thấy đi cái con DGC này nó xác nhận vào sóng trước thì bạn phải mua được những điểm mua này chứ các bạn mà cứ nhìn vào thị trường rồi phân tích về chỉ số quá nhiều thì chúng ta sẽ bỏ lỡ rất nhiều cơ hội đầu tư của nó đó nên đó mình thì đoạn này bạn sẽ tập trung vào cái yếu tố gọi là về cổ phiếu nhiều hơn so với việc là chúng ta phân tích quá nhiều về chỉ số thì ở đây mọi người biết rằng ấy thì cũng đi ngang thì trước khi nó đi lên thì khả năng có rủ nhưng cái việc rũ của nó cũng là cơ hội để chúng ta nhìn được đâu cổ phiếu mạnh đâu cổ phiếu yếu thôi chứ nó cũng sẽ không có gì gọi là quá ghê gớn hoặc là nó sẽ không có những cái nhịp rũ mạnh có thể rũ 100 hay 200 điểm thì đó mình sẽ không có mà chỉ có những nhịp rủ về đây thôi và quan trọng cổ phiếu nó giữ trận được thì cổ phiếu đó giai đoạn phía sau thì trường mặt tăng nó sẽ tăng mạnh nhất đó thì ở đây thì chúng ta sẽ phân tích về cổ phiếu thôi còn bây giờ thì chúng ta nó vẫn như vậy nó vẫn chưa có vấn đề gì quá nhiều và đó mình thì khả năng ấy thì chúng ta trước lại sẽ sai quay thêm sau lại sẽ có nhịp kéo tăng mạnh thì mới bắt đầu có nhịp chỉnh đó thì theo mình phân tích với A thì những cái video trước mình cũng nói bạn rằng ấy là ở đây nó phải có cái pha UTD này trong ngắn hạn rồi tạo ra cái cái, cái điểm gì ạ? Cái điểm LBS đúng giờ về đâu đây này hoặc có thể là tạo ra điểm LBS về đâu đây này. Thì sau đó thì chúng ta đã sẽ bước vào con sóng chính và bước vào cái nhịp tăng mạnh nhất của thị trường. Đó nên chúng ta sẽ nhìn vào cổ phiếu xem hiện tại xem cổ phiếu nào nó đang xây nền tốt. Cổ phiếu nào là cổ phiếu chuẩn bị có những dòng tiền lên để chúng ta chuẩn bị cho những nhịp sắp tới thì đầu tiên mình đánh giá rằng đấy trong ngân hạn thì thấy có những cổ phiếu đẹp thứ nhất là dòng dòng phân bón mình đánh giá khả năng ngày mai nó cũng sẽ bắt đầu có những yếu tố nó chạy lên rất là cao đây ở đây nó xuất hiện tín hiệu tích cung ví dụ bạn thấy con DCM đi cổ phiếu mạnh là gì là cổ phiếu khi trùng chỉnh mà nó không chỉnh thì bạn thấy DCM nó cổ phiếu mạnh hay cổ phiếu bản chất của nó là cổ phiếu mạnh thì bạn thấy thì chúng ta đã chỉnh này một nhịp này hai nhịp ba nhịp nhưng ở đây bạn thấy con DCM chỉnh một nhịp bắt đầu nó cân bằng lại luôn thì chứng tỏ nó mạnh thị trường các bạn thấy FRT đi cũng tương tự như vậy này đoạn trước tại vì sao nó trở thành siêu cổ tại vì bản chất này thì chúng ta chỉnh nguyên nhịp một nhịp này hai nhịp này ba nhịp này nhưng con gì ạ à? con FRT nó đi ngược lại trường nó tăng luôn Theo trường mặt tăng sao thì nó tăng mạnh nhất là như vậy đúng không ạ à? hay mọi người thấy những cổ phiếu như VGI này bản chất thị trường chúng ta này ở đây nó chỉnh kinh không chỉnh rất là kinh đúng giờ chỉnh 1295 này nó chỉnh vào 1150 thì chỉnh gần 150 điểm đúng giờ thì bạn thấy đi con này này nó không chỉnh mà thậm chí nó cân bằng tốt thị trường Theo trường mặt tăng sao nó tăng mạnh thị trường nó như vậy đó nên DCM bạn thấy đi cái bản chất hiện tại đang mạnh hơn trường mạnh hơn mạnh hơn chứ ở đây sai quay đẹp không sai quay đẹp và bản chắc ở đây bạn thấy nó là cái vùng gì à? nó là va của một cái mô hình gọi là A tại vì bạn thấy ở đây đi nó sẽ gặp lại cung vô tư kẹp hàng bán ra và dầu tư đang có lại bán ra vì gấp thụ hàng cũng thành công thì sau đó mới bước vào pha tăng mới và đối với cổ phiếu này bạn thấy ở đây này nó xây cái nền cũng khá là đẹp và ở đây cũng tạo ra một đáy này hai đáy này dòng tiền vào này ở đây cân bằng khá tốt này xuất hiện nô no sập tết cung nô no sập tết cung này nên kỳ vọng ngày mai sẽ là phiên nổ đó thì trước kia nó nổ luôn luôn có tín hiệu để chúng ta nhận biết ví dụ như bạn dễ anh vô này, trước khi nó nổ lên sẽ xuất hiện tín hiệu gì? No sập này, test cung này nổ lên này. Đúng không Hoặc à, đâu nữa, ví dụ như đây này xuất hiện này, no sập này, test cung này. No sập này, test cung này nổ lên này. Hoặc à, đây nó cũng sẽ xuất hiện tín hiệu đó. Nó rủ xong xuất hiện no sập test cung, test cung này sẽ break lên này. Nên vì sao những cổ phiếu như DCM này, ngày mai bạn có thể kỳ vọng có một cái phiên nổ của nó. Nên nhiều tư mình có hướng dự còn muốn tham gia thì có thể lấy vị thế dần quanh giá khoảng 37.4 đường và đặt stop loss xa xa ra tí, đâu khoảng là 35 35, 353 gì đó. Rồi tiếp tục gì con gì ạ? Con DD, DBM cũng khá là đẹp. Thì ở đây mình đánh giá rằng nó cũng là mô hình VIT A. Thì đây chúng ta sẽ phân tích theo những cái trạng thái gọi là mẫu hình. Thì bạn thấy tại vì sao lại có điểm SC như thế này. Nó gọi là điểm selling mắt là những tổ, những điểm tổ chức họ vào họ định giá doanh nghiệp. Và khi tổ chức họ vào họ định giá là doanh nghiệp thì tại vì sao cổ phiếu nó sẽ không lên luôn mà sẽ phục hồi đi lên. Thì bản chất ở đây này nếu những nhà đầu tư đang kẹp hàng ở đây thì thấy cổ phiếu nó bắt đầu nó phục hồi. Thì nhà đầu tư có bán ra hay không? đơn nhiên sẽ không bắn ra và sẽ suy nghĩ rằng ở hồi lên cao một tí lên bán và khi mà cung ở trên không bắn ra bắt đầu cầu bắt đáy từ ngoài vào và cầu bắt đáy từ ngoài vào và cung không bắn ra thì sẽ phục hồi tự động đúng vậy tại vì cầu lớn hơn cung và khi nó lên tới đây này tại vì sao tổ chức họ sẽ không cho cổ phiếu lên nữa mà họ tạo ra cái biên đi ngang thì bản chất cổ phiếu bản chất tổ chức họ muốn gom hàng thì sao thì họ phải cần gom vùng giá thấp chứ họ dạy gì họ gom giá cao nên đến vùng này này họ bắt đầu họ đè giá cổ phiếu xuống lại để họ có thể kiểm nghiệm lại cung cầu cũng như họ mua cổ phiếu vùng giá thấp đúng vậy dạ. nên vì sao bạn thấy khi nó tạo ra ar thì sẽ không thành chữ v mà sẽ có những cái nhịp đè trở lại để kiểm nghiệm lại vùng gì à? sc này xem những cái lượng cung còn nhiều không nếu lượng cung không nhiều sao thì mới bắt đầu sẽ tạo ra những pha spring là những pha gì à? đạp quyết liệt để đầu tư tưởng chừng à, nó rơi vào đâu trên và những đầu tư cầm hàng phải bán ra hết bán ra hết thì tổ chức họ gom lại chứng tỏ những cái vol nó khá thấp và sau khi kiểm nghiệm thành công thì sẽ xuất hiện những điểm test test thành công thì sẽ xuất hiện thêm những điểm l và và điểm l là điểm gì là những điểm hấp thụ là lượng cung của đầu tư đang kẹp hàng này đầu tư đang có lãi này và sau đó kỷ nghiệm thành công xong mới bắt đầu bước phát tăng thì đó mình cổ phiếu này sẽ cần sai quay thêm ít như khoảng năm bảy phiên gì nữa đó nó tích lũy đâu khoảng là ở đây một thời gian này dòng tiền vào xác nhận này thì nó sẽ có điểm tham gia mua mới thì bạn có thể lưu ý dần dần nữa con gì ạ à? đối với con DBM này chỉ cần nó vượt hẳn giá khoảng 36 năm thôi và cái thanh khoản của nó thì nó sẽ bằng cái cây này, này khoảng 10 13 triệu cổ phiếu trở lên là lúc đó chúng ta có thể tham gia đối với con gì à? DBM còn con DGC thì cũng đang mang mẫu hình gọi là a gọi là tái tích lũy ở đây nó cũng rủ bỏ thành công này vân nó cũng thấp dần này nhưng đây đang thiếu dòng tiền và ở đây nó cũng đang tạo đối thế này vai đầu vai này. nếu mà mai có dòng tiền vào đánh lên thì bạn có thể cân nhắc các bạn có thể lấy vị thế dần đó con về dgc được nên đó mình thì con này cũng khá đẹp đó nên bạn có thể lưu ý trong phiên ngày mai nếu có tín hiệu dòng tiền vào ở đây cũng xuất hiện nô no sập này test cung test cung này kỳ vọng mai nó sẽ có một phiên nổ lên giống như đoạn này nó bạn thấy nó rủ xuống này đúng giờ bắt đầu này xuất hiện test cung này nô no sập này no sập này, no này break lên này là điểm tham chiến nó nên DGC vẫn khá là đẹp nhìn chung cái dòng gì ạ à? dòng phân bón năng sự đồng thuận DDV cũng đẹp này Ở đây bạn thấy quay về tích đáy này phiên trước cũng nô no sập này hôm nay Tech cung này thì kỳ vọng sẽ có nhịp nổ lên đối với con gì DDV này rồi tiếp tục ta sẽ đi qua thêm dòng thủy sản thủy sản mình thấy cũng khá là đẹp này thủy sản đây thủy sản thì có VXC này là một trong cổ phiếu cũng mang mô hình gọi là VIT A này nó cũng là cái vùng gọi là Fabio tại vì sau đây nó sẽ có Fabio Tại vì cái pha BU này các bạn biết là pha gì không ạ? À? Là pha tái hấp thụ lại cái lượng hàng trôi nổi trên thị trường ấy. Thì mình sẽ ví dụ cho bạn dễ dung, ví dụ như cổ phiếu ở đây là cái vùng tổ chức gom hàng và khi đã lên đây này thì cái lượng lượng hàng nó bắt đầu nó trôi nổi ra ngoài thị trường. Tại vì các bạn biết rằng cái số lượng cổ phiếu nó sẽ không bao giờ thay đổi trong cổ phiếu ngoại trừ khi nó có những sàn trạng thái nó phát hành ra. Ví dụ dưới đây cái số lượng lưu hành là 100 triệu thì ở đây nó vẫn trăm triệu, quan trọng là trong tay và ở đây nếu mà tổ chức họ gom hàng họ đã lên đây thì chắc chắn họ phải gì ạ à? họ phân phải phân phối hàng cho đầu tư cá nhân đâu khoảng 30 40 triệu thì giá cổ phiếu nó bật nước tăng và sau khi bật tăng và tổ chức họ định giá rằng ở cổ phiếu này nó chưa vẫn chưa đủ gì à? với giá trị nội tại của nó thì sao thì tổ chức họ phải cần làm cái trạng thái gọi là pha bu đúng giờ à? hoặc là làm cái trạng thái tích lại trở lại để hấp thụ lại những cái lượng cung hàng họ đã trao ta dầu tư nhân ở đầu trước thì sau khi hấp thụ để có những cái lượng hàng thật là lớn thì sao họ mới bắt đầu họ đẩy giá lên tiếp được đúng giờ dạ, nên bản chất nhiều những cái vùng này có thể gọi là Fabio và ở vùng này nó có thể gọi là vùng Tết lũy đó và khi Tết lũy và tạo điểm sụp binh xong thì bạn thấy đây này là điểm gì điểm chúng ta thể lấy vị thế tham gia đúng giờ dạ, và nếu nó nổ lên sao thì chúng ta gia tăng còn mà nào chưa tham gia sao ở đây có thể lấy vị thế được ở đây phiên tích cung khá là đẹp này nó nên kỳ vọng đối con nhiều với c ngày mai sau phiên nổ lên của nó thanh khoản nó khá là thấp thể hiện cái lượng cung không còn nhiều nếu mà thanh khoản của nó to thì ở cổ phiếu này mới bắt đầu có những trạng hay ro nhưng mà thanh khoản thấp luôn luôn yếu tố tích cực các bạn cứ để ý đi cứ thanh khoản nó ở đây nó cân bằng và sai quay cái thanh khoản nó thấp lại dần là yếu tố tích cực đúng giờ các bạn thấy cứ để ý là thanh khoản nó này trong đà tăng mà nó thấp lại như này là yếu tố tích cực quan điểm là như vậy tại vì lượng cung nó không còn nhiều đó cứ cứ thanh khoản thấp lại yếu tố tích cực còn kia thanh khoản to sao thì nó sẽ chỉnh còn đối với mình thì thấy cái thanh khoản như này này nó bé lại dần mà nó bé tí như này là cung nó đã rất cạn rồi và chỉ cần nó nổ lên cái nữa thì nó sẽ vào sóng nên lưu ý đối với HC mẫu hình về mẫu hình này thì nó cũng là mẫu hình khá đẹp mẫu hình nền tảng nền tảng giá này đó nhìn rộng ra hơn tí nó cũng là mẫu hình nền tảng nền tảng giá đó nên có thể lưu ý đối với con gì ạ con bé c còn những cây sắt ao này cũng có thể gọi là những cây sắt ao gom hàng này những cái sắt ao gom hàng này đúng ạ à. những cái sắt ao gom hàng này vẫn giảm mạnh nhưng mà nó không đè giá và nó sẽ không có những trạng thái bán quyết liệt là biết ở đây là tổ chức họ chưa gì ạ họ chưa phải là những cái trạng thái họ thoát hàng ra nếu hoàn thoát rằng ra thì đã rơi gọi là nó rơi liên tục rồi chứ chả khi nào nó neo giữ và cân bằng lại được như thế này đó nên đó, đó mình vxc khả năng ở đoạn sau nó có khả năng vào sóng anv cũng khá là đẹp anv thì mô hình tương tự như con gì à giống như con uh, giống như con D, uh, dbm đó còn con vxc này thì tương tự như con dcm nhìn nhìn chung trên line vẫn trên line tăng ở đây nó cân bằng sai quay vào nó thấp dần thì lượng cũng không còn nhiều này ở đây cung rủ bỏ lại xuất hiện nô sập cung này kỳ vọng ngày mai em sẽ nổ lên này nhiều tư được có hướng đứng giữ này muốn tham gia vẫn có thể tham gia được anv được lấy vị thế dần là được và bon nó khá là thấp nên bạn thấy cứ nô sập cung vol thấp hay sao thì dễ dàng sẽ rất nổ lên ở những phiên sắp tới bạn cứ thấy vol bon thấp dần là yếu tố cực cứ vol bon thấp lại như này này liệu tố gì liệu tố tích cực đúng gì ạ đó nên lưu ý đối với con anv còn ưu tiên thì vẫn ưu tiên vc hơn tại vì nó cổ phiếu kinh trên và nó là cổ phiếu mạnh nhất của dòng rồi những cổ phiếu của dòng uh, ngân hàng thì hôm này bạn thấy những cổ phiếu ACB đi nó cũng bị bán tụt đầu lại chứng tỏ đây cung còn nhiều và khi mà cung nó còn nhiều thì sẽ cần yếu tố tích lũy và sai quay chứ kêu nó tăng chữ V thì làm sao tăng là chữ V được các bạn thấy ở đây đi lên gặp cản phải cần cân bằng này đi lên lại cảng tụt đầu lại phải cần cân bằng với lại chứ làm sao tăng được nên đối với cổ phiếu này sẽ cần tích lũy sai quay thêm mua mới đó mình thì sẽ chưa điểm mua mới và CTG tương tự như vậy này ở đây cũng cần bằng xe quay thì sẽ cần tích lũy sai quay lại thêm thôi chứ đó mình thì nó vẫn chưa tín hiệu tăng có thể là bứt tốc được hôm nay thanh khoản to giá không tăng thì chứng tỏ đây cung đang bắt đầu ào ra và nó bắt đầu nó cản trở lực cầu giúp cổ phiếu tăng giá cao hơn và để hấp thụ những luồng cung mà nó trào ra như thế thì phải cần cái tích lũy và sai quay thêm thôi tại vì bản chất tổ chức cũng muốn hấp thụ thì sợ hấp thụ hai cách một là tích lũy hai là rũ bỏ thôi ví dụ như đây bạn thấy đi đi lên gặp đại cản sao thì sẽ cần tích lũy đó đúng giờ hoặc sẽ có những cái trạng thái là nó sẽ rũ bỏ như này đó nó sẽ có hai trạng thái hấp thụ giá thấp là rũ bỏ còn hấp thụ ở giá cao chứng tỏ cổ phiếu tốt thì nó sẽ tích lũy nên đó mình thì trường hợp ở đây thì nó sẽ cần tích lũy một xe quay chứ nó sẽ chưa lên được MBB thì sao cũng tương tự như vậy gặp lại cản cũng sẽ cần tích lũy lại thêm ở đây sẽ có một cung dầu tư kẹp hàng bắn ra này có lại bắn ra sao sẽ cần tích lũy mới vào và phá tăng được cổ phiếu nó luôn luôn như vậy ví dụ ở đây đi đi lên gặp lại cản sao sẽ cần tích để lại những này này hấp thụ luôn cung dầu tư kẹp hàng bắn ra này có lại bắn ra này thì sau đó mới vào đà tăng nên trong cứ chờ đợi kiên nhẫn chứ xuất hiện cây như thế này bạn chưa tăng liền chưa tăng liền đâu phải tích lũy hai ba tầng nữa đó nên mb cần tích lũy thêm để bạn mới tham gia còn bây giờ cứ chờ đợi thêm đối con mbb tích cơm nó lắp cáp thì bị bán ngược trở lại vì bình thường ở đây nó cũng bắt đầu xuất hiện lực cung thì sẽ cần tích lũy thêm đó nên dòng banh hiện tại thì đó mình sẽ cần một cái trạng thái tích lũy còn lên liền thì đó mình sẽ chưa lên F thì các bạn có thể canh đánh tới cộng được này ở vùng đáy này nó sai quay cái nền như này dài bưởng cũng sẽ nổ lên thôi nó sẽ dự trận thị trường mà nam kim tương tự vậy này canh có thể canh đánh nước tới cộng được này hbg vẫn đang ở nền này thì có thể canh đánh nước tới cộng được rồi tiếp tục những cổ phiếu như con bet này thì sao bet thì dòng tiền vào khá là tốt nhưng gặp lại cản này thì đó mình sẽ cần tích lũy thêm này phiên vừa rồi tích cung này nên kỳ vọng sẽ có nhịp nổ lên trong ngắn hạn để test lại định của nó đó các bạn nào có cấm giữ thêm FRT thì nó cũng có dòng tiền vào lên bắt đầu nó đạp lại lắp gáp nó cũng hướng lên nhưng đó mình thì cổ phiếu này chưa tham gia được tại vì sao tại vì nó nó chưa đủ độ cân bằng cổ phiếu nó cân bằng bạn muốn tham gia chứ ở đây nó chưa đủ độ cân bằng và cái biên của nó lỏng như này thì đó mình sẽ không tham gia giống như cái lò xo các bạn thấy cái lò xo nén càng chặt thì nó bung càng mạnh giống như đoạn này bạn thấy tại vì sao bung mạnh tại vì đây này nó nén cực kỳ chặt còn đây cái biên của nó lỏng lẻo như này làm sao nó tăng mạnh được nên bản chất các bạn phải biết rằng cổ phiếu phải có sự siết chặt lại thì bạn mới tham gia còn bây giờ thì chưa đủ điều kiện để bạn tham gia đâu mở lưu g tương tự như vậy này khả năng sẽ quay lại test đỉnh khá là cao á chờ test đỉnh thì chúng ta mới có điểm mua còn bây giờ chưa điểm mua mới rồi tiếp tục đi qua một vài mã cổ phiếu dòng bất động sản đi ví dụ như HDC cũng là cổ phiếu mang trạng thái tích lũy này cổ phiếu này thì nó mang trạng thái tích lũy các bạn nhé dòng tiền cũng vào này hướng lên này ở đây cũng cân bằng sideways này nhưng ở đây nó chưa có sự xác nhận về dòng tiền thì bạn có thể quan sát và nắm giữ thêm còn đối với mình điểm mua mới phải có sự xác nhận dòng tiền thì lúc đó mới là điểm mua đẹp còn bây giờ thì chưa cứ quan sát thôi tại đây cũng mang mẫu hình này SCRST này đây spin này tại đây cần những trạng thái cân bằng thêm đúng không ạ à? rồi tiếp tục con gì ở đây con KDH cũng là cổ phiếu khá là đẹp này nhưng đó mình thì phải cần cái sự xác nhận dòng tiền thôi mẫu hình của nó cũng là quanh ba nền tặng giá nền một nền hai nền ba thì đây cũng là nền 1, nền 2, nền 3 này và chúng ta phải chờ cái gì chờ sự xác nhận tiền ví dụ bạn thấy đi có những cây nó bị bán cục đầu trở lại này nó vẫn có thể tích lũy trở lại khá là lâu nhưng mà khi có sự xác nhận tiền khi chúng ta tham gia thì nó mới bước vào pha chạy của nó nên chúng ta cứ chờ cái tín hiệu xác nhận tiền thôi còn đi lên nó bị bán cục đầu trở lại việc bình thường này bán cục đầu lại việc bình thường bán cục đầu, lại, việc bình thường, bán cục đầu lại bình thường nhưng mà phải cân bằng có dòng tiền vào mới là điểm tham gia đối với KDH có thể quan sát và chú ý thêm được này còn mua mới chúng ta phải chờ cái sự xác nhận tiền các bạn tham gia chờ sự xác nhận tiền thì chúng ta sẽ không bị người khổng lồ họ đạp mà khi mà các bạn tham gia chưa sự xác nhận tiền ấy mà đánh trên ấy thì sẽ rất dễ dàng bị người khổng lồ họ đạp tại vì mọi người biết rằng ấy có câu nói rất là hay đó là phải đứng trên vai khổng lồ để được họ nâng đỡ lên mình ví dụ cho bạn dễ anh dung các bạn phải đứng trên vai khổng lồ ví dụ bạn nhìn qua cổ phiếu như con gì à? còn fts đi ví dụ bạn đứng trên vai khổng lồ là sao ạ à? là khi có dòng tiền vào thì bạn hãy vào ví dụ như đây này nó đang sai quay dòng tiền tổ chức họ vào thì lúc đó các bạn hãy tham gia còn nếu ở đây bạn thấy đi, dòng tiền trước họ chưa vào bạn mua ở đây đi. Cầm điểu ô tô thì sao? Sẽ bị người khổng lồ họ đạp và khi đạp xuống đây bạn cầm nổi không? Dễ cầm nổi và sau đó bạn sẽ rất dễ dàng bán ra. Bán ra thì bán ngay đáy, bán ngay đáy sao thì lại tiếp tục nó hồi lên. Đúng không ạ? Nên vì sao chúng ta phải đứng trên vai khổng lồ là chờ dòng tiền của tổ chức họ vào chúng ta sẽ tham gia. Chúng ta chỉ biết ở à, mẫu hình của nó đẹp và đoạn sau khả năng có thể dựng sống thì chúng ta cứ theo dõi và chúng ta quan sát dân đúng chưa? tiếp tục năm long cái thế nó cũng y chang như thế này nên những cổ phiếu này có thể chú ý chu kỳ phía sau này khi nào dòng tiền vào thì chúng ta có thể tham chiến nên đó mình thì dòng bất động sản đoạn sau vẫn có có khả năng nó là dẫn sóng Từ nguyên tắc là sóng sau sẽ sống trước và mỗi giai đoạn nó sẽ có mỗi sóng dùng khác nhau các bạn thấy đi cái từng giai đoạn của vợ này nó sẽ tạo ra những con sóng như thế nào có phải là đoạn này này các bạn thấy sóng đầu tư công không ví dụ đây là lcg nó bật tăng này thì bạn phải sẽ đánh được sóng lcg này đúng giờ ở đây này nó tăng 80 mươi này từ đáy lên này trong đoạn khúc đó các bạn thấy fts có tăng không không đúng giờ nhưng mà đoạn sau fts nó tăng này các bạn nhìn lại lcg có tăng không lcg đi ngang nó có tăng đâu rõ ràng là như vậy đúng không mà đó nên mọi giai đoạn sẽ có sóng dòng thì chúng ta phải đánh được sóng dòng đó thì chúng ta mới mang lại biên độ lợi nhiều rồi tiếp tục bạn thấy ở đây đi nó chỉnh xong rồi bạn thấy đi là dòng gì ạ dòng hàng nó vào sóng này dòng gvr là dòng công nghiệp nó vào sóng này nhưng bạn đánh những cổ phiếu dòng chứng khoán như con nhiều vci có lãi không rõ ràng từ đây lên tới đây này đánh không có lãi nó đi ngang không mà đâu có lãi đâu đúng giờ rồi đây này dòng công nghệ vào sóng này nên bạn phải tìm được ở những sóng dòng đó bạn đánh nên đoạn phía sau đó mà đây là cái giai đoạn chúng ta phải cực cực kỳ tập trung đến chúng ta chọn được những cái cổ phiếu gọi là siêu mạnh của thị trường để chúng ta đánh cho chu kỳ phía sau và đó mà đấy thì chúng ta chỉ cần chỉnh một nhát nữa thôi chỉnh về một nghìn hai trăm năm mươi hoặc chỉnh về một giá khoảng một nghìn hai trăm hai mươi gì đó trong uh, trung hạn gì đó bắt đầu sẽ có những nhịp đi lên thì lúc đó chúng ta sẽ biết được ở cái nhịp chỉnh này, này siêu cổ nó sẽ xuất hiện chúng ta phải chú ý dần xem xem dòng nào nó sẽ giữ trận tốt hơn thị trường đúng chứ ạ à? rồi đôi đối mình thì đoạn phía sau sẽ tập trung cổ phiếu nhiều hơn sau so việc tập trung vào gì ạ à? tập trung quá nhiều thị trường và ở đây đã có sự kiện mùa nổ đà rồi chúng ta cứ cứ nhìn vào cái gì ạ, nhìn vào thị trường và hành động thôi. Chúng ta sẽ không cải trường làm gì. thì đây nó đã xác nhận tạo đáy rồi đúng chưa ạ? và dòng ngân hàng cũng đi lên như thế này thì đó mình thì cái khả năng mà nó rơi và bắt đầu bước vào đó trên trở lại sẽ rất là khó. đó nên bây giờ bạn cứ nhìn vào cổ phiếu và tìm cổ phiếu mạnh cho chu kỳ phía sau. rồi thì cảm ơn các bạn đã lắng nghe hộ kênh. thì uh, các bạn còn thắc mắc gì bạn có thể cờ mấy video này để mình có thể là hỗ trợ cho bạn một cách tốt nhất. và các bạn nào chưa vào phần cộng đồng thì bạn vào đâu ạ. À? Các bạn vào phần mô tả này hoặc là vào cái phần ghi mình lẫn ấy, ở đây có những gì ạ? Có cái phần gì ạ? Cái phần uh, tham gia cái link cộng đồng thì bạn có thể vào đây để các bạn có thể nhận được những tham khảo mình. Rồi, cảm ơn các bạn một lần nữa đã ủng hộ kênh. Và bạn nhớ cho mình một cái nút like để mình có nhiều động lực hơn để mình ra được những video tốt hơn cho bạn.